cứ như đất Quỳnh Nga rất hân hạnh lại được đón chào Quỳnh chị trong một cái video mới. Ngày hôm nay thì em Nga có mặt tại huyện Chư Sê, lại xin phép được giới thiệu đến với Quỳnh chị cái vườn cây ăn trái diện tích 2 hectare, view đẹp. View rất là đẹp. Cho quý anh chị nào có nhu cầu vừa làm vườn mà vừa làm cái nơi nghỉ dưỡng thì cái lô này nó quá tuyệt vời ha, rất là hợp. Phía đuôi của dưới nhà là một cái view cánh đồng ruộng lúa lớn, mà đất của chúng ta thì lại bằng phẳng này. Rất là cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Phía dưới nhà đứng ở trên sân, mình có thể ngắm ra cái view cánh đồng ruộng lúa rất là đẹp. Ở phía dưới lại có cái hàng tre hàng trúc, chất đất đỏ ba gian. Đứng đây có thể nhìn thấy toàn cái cảnh view ở xung quanh này quý chị này. Wow, rất là thiên nhiên nha. Chỗ này mà xây nhà yến thì tuyệt vời, và làm khu nghỉ dưỡng cũng rất là tuyệt vời, phù hợp rất nhiều mô hình. Hai hectare thì trong đó đã trồng full hết là cà phê, có 30 cây chôm chôm đang cho thu hoạch. Thu hoạch năm thứ 3, đó. Năm thứ 4. Này là vụ kinh doanh năm thứ nhất rồi. Cà phê tơ, giống TR4 ạ. Trái rất là sai, cành dài, siêu trái luôn. Đất ở đây chất đất đỏ ba gian này. Đó, cái dàn cành của anh chị nhìn thấy không? Nó dài, cành dài mà trái từ đầu tới cuối cành luôn. Cà phê vào kinh doanh năm thứ nhất. Đặc biệt cái giống mới này, quý anh chị nhìn thấy cái dàn cây, cây nào nó cũng sai, toàn thấy trái là trái không. Em Nga đi ở cái phía này là sát cái view cánh đồng ruộng lúa. Ở phía này khoảng độ hơi nửa sào thì đất nó hơi nghiêng, nó nghiêng xuống dưới suối, dưới cánh đồng ruộng lúa. Rất đẹp, lãng mạn. Đây, em Nga cho quý anh chị thấy cái view ở ruộng trước nha. Còn đất ở trên cây thì gia chủ trồng full cà phê như thế này. Cây nào cũng sai trái lắm, giống của nó giống TR4 rất chuẩn. Đây, cái khung cảnh rất là thiên nhiên nhưng lại không quá là xa dân cư, lại rất gần với dân cư. Đó, chỉ cần cách đây có 50 mét thôi là nhà cửa dân hàng xóm người ta ở đây đông rồi. Ở gia chủ hai cô chú lớn tuổi rồi mà còn kẹt nợ ngân hàng, cho nên bây giờ sức thì 73 tuổi 75 tuổi rồi, không còn sức nữa mà đành phải bán cái vườn này để mà trả nợ cho ngân hàng. Thì tổng cái diện tích 2 hectare gia chủ mà thu về chỉ có là 1 tỷ 800 triệu thôi. Bao sang tên cho quý anh chị.
ở phía trước đầu cái lô rẫy của mình là cái vườn chôm chôm, 30 cây chôm chôm thì cho thu hoạch năm thứ ba. Vườn cà phê thì ở hai bên đây. Phía bên phải cái lô rẫy của mình, đầu lô rẫy là cái vườn chôm chôm này. Từ ngoài đường đi vào thì sẽ thấy trước cái vườn chôm chôm như thế này, như là một cái khu miệt vườn ấy, ở trên rẫy ấy. Lô rẫy của mình cách sân bay thành phố Pleiku thì khoảng chừng là 35 km, về Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk khoảng chừng là 150 km. Ra tới ủy ban xã, trường học, trường trạm thì trong vòng 1 km ạ. Cách quốc lộ 14A là 10 km các anh chị nhé. Đứng ở vườn chôm chôm này thì lại ngắm ra một cái view ở nhà cửa và cái ruộng lúa. Wow, em nghe thấy cái lô này nó có cái view đẹp lắm các anh chị. Các anh chị nào có nhu cầu muốn làm cái khu nghỉ dưỡng này hay là cái khu miệt vườn của mình á, thì với diện tích này, với cái giá thành này, đáng để cho các anh chị nhanh tay muốn sở hữu về bên với mình. Đường đi á, về đường đi lối lại của cái lô rẫy này á, thì hiện bây giờ cách ngoài mặt đường liên xã khoảng chừng là 500 m thôi quý anh chị. Đi đường bằng đường cấp phối, ô tô thì cũng chạy vô thông đây được ạ, ô tô gầm cao quý anh chị nhé. Và đây là hình ảnh từ trên cao của Pleiku về lô đất của chúng ta. Quý anh chị thấy trước mắt cái lô rẫy như hình Nga vẽ, cách cái khu dân cư này này chỉ có 50 m thôi, và ra tới cái mặt đường liên xã phía trước á là hết chừng khoảng chừng 400 đến 500 m ạ. Đi lối lại thì thuận tiện, ô tô có thể vô tới rẫy. Tổng diện tích 2 hecta, gia chủ cần bán để trả nợ với giá là 1 tỷ 800 triệu, bao sang tên bị đổi cho quý anh chị, và quý anh chị vẫn có quyền được thương lượng nhé. Quý anh chị quan tâm đến cái lô đất xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở video lần tới nhé.